Hey, xin chào các bạn, mình là Vương, lại là mình đây. Thì mình đến từ Độ Channel. Hôm nay lại là một ngày đặc biệt, mình nhận được con Civic màu đỏ này. Nhìn thì các bạn biết là chủ rất là một cá tính rất là thể thao và đã lên gì thì các bạn cũng đã thấy sơ ha. Chút nữa mình sẽ review sơ. Rồi. Mục đích của mình hôm nay không phải là nói về xe mà nói về một ngày hoạt động của hệ thống bên mình. Các bạn cùng đến đi theo mình ha. Đây cũng là một sản phẩm đã độ bên mình. Nhìn theo độ chơi các bạn có thể thấy là xe này cũng độ rất là lâu rồi, thì bây giờ mình mới nhận lại xe đó. Khách đến để xử lý một số vấn đề sau dịch vụ. Ở đây ngoài các bạn chơi xe ra, các bạn được tư vấn độ xe ra và sau dịch vụ các bạn vẫn được bảo hành nha. Ok. Rồi còn đây một chiếc Vred mới của một anh trai vừa mới nhận xe, thì ở đây mình đã tư vấn cho khách lên là đề nổ từ xa nè, mở tính năng ẩn, áp suất lốp. Rồi, và đặc biệt là khách dán phim thương gia. Đối với một số khách hàng khi mà đi những cái xe cao cấp như thế này thì mình luôn mong khách sử dụng phim cách nhiệt một cách tốt nhất, cao cấp nhất. Chúng ta có hạng tiêu chuẩn nè, rồi cao cấp thương gia. Chúng ta nên lên thương gia, bởi vì chúng ta đã sở hữu một con xe cả 1 tỷ mấy rồi. Thì cái việc mà chúng ta bỏ cái mười mấy triệu để sở hữu một gói phim 3M cao cấp, nó phù hợp phục vụ cho cuộc sống và gia đình chúng ta ha. Ok, rồi mình đi lên đây tí. Này xe nhà, xe này anh em chắc trong thị xã cũng biết nhiều, thành phố nhiều. Rồi, đang làm gì em? Dạ, em đang lắp đầu DVD á. Ừ, đầu DVD gì em ha? Dạ, của mình là Z8, Z500. À, đó cho anh coi á. Thì anh em cũng biết là cái đầu dây test này đang rất là làm mưa làm gió trong thời gian gần qua, thì chủ đang sử dụng quyết định chọn cái gói này Z800 hả? Z500 nha các bạn. Các bạn thấy nè, việc lắp đặt rất là không hề cắt dây độ gì của khách nha, chỉ là cắm rắc như thế này thôi. Đó. Nó giống như là việc độ đèn bên mình vậy, chỉ cắm rắc thôi, không sử dụng gì hết. Ok. Rồi, mình qua đây tí. Đây. Đây là một chiếc xe hồi sáng mình đã đăng rồi, với một cái biển số mang theo chơi thôi, đó là nghèo vải liền hả. Khách đặt thì rất là cá tính. Vị khách này thì quyết định dọn bi bên mình, đó là bi bi đôi. Các bạn thấy này, đây combo độ. Combo độ này cực kỳ, gọi là cực kỳ phổ thông rồi. Bây giờ anh em chơi bi là phải chơi hai bi mới đủ khối. Santa Fe do kết cấu đèn chính của nó là một chục xuống như vậy thì lúc trước độ là phải cắt chế rất là nhiều, nhưng bây giờ đã có bát rồi. Thì cái bát nó như thế nào, chút nữa vô kia mình sẽ cho các bạn coi. Thì con này đang sử dụng Glade X Pro và V30L Ultra. Một khối đèn rất là sáng. Rất là nhiều nha, xe rất là nhiều. Rồi, về đây. Đây là một anh chàng rất là thân thiết với mình, đó là một anh khách, anh này tên Phong nha. Thì anh Phong này là quyết định bỏ xe ở đây 2 ngày rồi, tin tưởng mình và cho mình thời gian. Thì cái việc mà độ xe và cho kỹ thuật cũng như tư vấn thời gian để mà xử lý chiếc xe đó cũng là một điều rất là quan trọng mình muốn hướng tới khách hàng. Bởi vì cái việc mà anh em bỏ xe ở đây cho chúng ta thời gian dài hơn thì chúng ta sẽ xử lý xe được một cách kỹ hơn. Cái việc mà gấp rút sẽ xảy ra những cái lỗi ngoài ý muốn, cái đó là làm dịch vụ ai cũng biết điều này. Thì chiếc xe này được sử dụng, được nâng phủ gầm nè, xử lý lại phim sinh rúp như bữa mình xử lý cho khách nè. Rồi đã lên bi luôn rồi nha, bi V20L nè. Ở dưới là bi LED. Bi LED ngay đây. Đó là mặt dưỡng ngay đây. Bi LED 10 cực kỳ hot nha. Rồi ốp Rainbow. Rồi. Qua đây tí. Các bạn thấy không? Các bạn thấy sức hút của tôi không? Nè, khách lấy xe nè, ở hãng ra còn y mọc ni lông luôn, ghé độ mình đàng hoàng nha, cái này mình không nói điêu nha. Rồi, qua đây cameraman. Rồi, Đạt ơi, em đang làm gì ở đây? Em đang làm lấy nội thất. Lấy nội thất là một cái điều rất là quan trọng đó, một chiếc xe nó làm cho cái cá tính của chủ xe cảm thấy nổi bật hơn nha. Cái xe của mình á, nó bên trong nó rất là nhàm chán, nó rất là mệt mỏi, vậy đi xa nghe những bài nhạc đúng ý, theo ý thích của mình, và cùng với những cái giai điệu đó, nó sẽ có những cái ánh sáng nó cảm thấy nó chất hơn ha, Vina heo hơn. Khách này độ rồi, giờ chạy xe về. À, con Monin. Đây là con Monin đang được xử lý lại. Khách nhờ một ở chỗ khác làm đèn, nhưng mà quay nhờ mình qua đây, nhờ mình xử lý, mình vẫn xử lý nha. Ok. Rồi các bạn thấy gì không? Nè, nhìn nè, từ đây đi qua kia,
ở mình có một cái đặc biệt, không phải là hời phong thủy nha, mà là mình chiên được những khách yêu mến, đó là Camry là một nè, là những Camry mới ha, Camry mới cũ mình đều thầu hết, và đặc biệt là thằng lằng đây nó cho vui thôi, đó là chính là những con Raptor trong quyền thoại, anh em cũng thấy rất là hài lòng ha. Tí nữa qua đó mình nói tiếp về những xe. Đây là chiếc xe của một anh khách, anh này là anh chuyên về bên anh này là anh chuyên bên thịt heo, chuyên bỏ thịt heo, anh độ xe rất là máu nha mấy bạn, mình cực kỳ là thú vị về anh chàng này đó. Anh mới ngó có cái F Rambo bên xe kia, xe Civic hồi nãy mà anh quyết định là giờ anh lắp luôn rồi. Xe này nhiều cái lắm anh ơi, cho em mượn chìa khóa cái anh, chìa khóa rồi anh này chủ dương cầm luôn. Chìa khóa em có cầm không? Em bỏ Dương này hả? Anh Dương anh hai à, rồi ok, có chục chặt tí nha, tại vì anh khách kia cầm mất cái chìa khóa của khách này rồi. Xe này đổ rất là nhiều nha, cửa hít nè, rồi ốp Rambo nè, 360 nè, phủ xe nó mít nha, khách rất là chịu chơi. Các bạn đừng có nghĩ là các bạn sở hữu chiếc xe nó ở tầm trung cao cấp hay là cao cấp mới phải độ, nhưng mà những khách hàng ta yêu xe mà hiểu về xe, các bạn nâng cấp xe thì nó không hề là một chiếc xe tầm thường đó. Giờ mình qua đây tí. Đây là chiếc Camry. Như mình nói rồi, Camry thế hệ mới, mình rất có duyên với những con xe này. Ngoài cái việc mình yêu thích nó giống như lực hấp dẫn vậy, mình không có khả năng mà mình thầu nó về ngay, có nói chung là sẽ dự định trong tương lai sẽ mua nó, nhưng mà bây giờ cái lực hấp dẫn nó làm cho mình đến với nó bằng một cách cơ duyên nào đó trong công việc. Công việc của mình là sao, là mình độ xe, mình yêu quý Camry, và mình yêu Camry thì Camry tìm đến mình. Khách đây đang lót da, ok. Qua đây tí, chút vòng lại. Rồi, đây là một cái thú vị thứ hai. Ngày hôm nay mình đang nhận một con VinFast Fadil. Thì VinFast Fadil này đang lắp đặt một cái đầu, cho anh mượn cái hộp em. Đầu này cực kỳ nhạy nha. Lúc trước chúng ta hay lăn tăn về Ravigo nha, nhưng mà mình khẳng định Ravigo E2 xài cực kỳ ngon, con này con dòng mới, xài ngon lắm. Ok, anh em nào thích chơi ngon, bổ, rẻ, vừa phải túi tiền, chơi con này đi. Rồi, chanh rồi. Thì Ravigo E2 này cái bị lắp đặt nó cũng như giấy test thôi. Cũng bớt về vấn đề dây nhợ rất là dễ. Đó, em thao tác trên cái màn hình cho khách coi, cho mấy cameraman quay cái em ơi. Em ơi qua bản đồ luôn em ơi, test qua bản đồ luôn, test qua bản đồ luôn. Đó, đa nhiệm rất là nhanh nha. Con này sử dụng 3G. Cực kỳ mượt mà. Rồi mình thao sơ sơ cái đó thôi, mình qua đây đi em. Rồi, chúc gặp lại. Đây là một con Raptor mới, khách vừa lấy ra, thì bây giờ khách cũng độ xe bên mình luôn. Các bạn thấy gì đặc biệt không? Đó, cái điều đặc biệt là cái điều quá bình thường nhưng lại được thực hiện đều đặn mỗi ngày, thì nó là một điều đặc biệt, đó là nắp cuộn điện Bestwheel. Bestwheel được khách lựa chọn khi mà tàu Raptor, thậm chí là chỉ là đang gơ thôi, các bạn chạy bán tải bạn liều nhéo lên Bestwheel. Đây là đứa con tinh thần mình rất là hài lòng. Rồi, xe này đang chuẩn bị được dựng lên một cái bộ khung mới. Khung này gọi là khung Haluna nha. Khung Haluna, đây là khung mới chúng mình dựng lên, thì chút nữa mình sẽ quay, mình chụp cái con này lên bay, anh em cứ theo dõi trên bay sẽ thấy. Trên độ trên nào cũng được, mà bao auto 365 Bình Dương mình cũng có hết. Cái này bi em bảo hành cho anh, còn công á thì em lấy 300.000. Gửi cho mấy bạn. Mình mới xử lý cho khách. Rồi, ok. Đây là chiếc Camry nãy sáng mình nói, quay lại đây là một chiếc vị khách ở Trà Vinh lên sử dụng V30L Ultra. Còn đây là con Cerato, khách đã sử dụng V30L trước đó và bây giờ quyết định lên 4 bi luôn nha, sử dụng GLED. GLED là một phân khúc về COD hỗ trợ cho tất cả những dòng laser qua xa gần. Các bạn cứ mix bất kỳ dòng nào cũng được, nhưng mà chỉ cần yêu thích cái COD chuẩn, giá vừa phải, cứ chọn GLED cho mình.
đưa nam cho anh lại xuống quá. Thôi về đây các bạn thấy gì không? Hạng nặng nè, đây mới là hạng nặng nè. À, mình rất là háo hức khi mỗi khi nhận những chiếc xe mà dặn full. Xe này gói độ lúc trước là một chủ đề là gói độ 50 triệu độ được những gì, và sắp tới mình sẽ làm một cái series 100 triệu độ được những gì. Cản nè, nói sơ ha, cản nè, trước phun, đằng sau bảy bước xe tép. Cái này lắp đặt rất là nhanh nha, chịu được 150 kg, gọn lẹ nha anh. Rồi về việc mặt ca lăng, các bạn thấy gì không? Như mình nói nè, bạn nào nhớ cái gói độ của mình không? 50 triệu nè, khách sử dụng đèn định vị nè, xe trở nên đẳng cấp hơn nè, led LED 21 inch nè, anh em đi xa đi gần không có sợ công an, tại vì cái này nó đặt ẩn bên trong, nhìn rất là tiện ha. Đây, nhìn phía sau ha. Rồi à, các bạn thấy gì không? Các bạn thấy gì không? Hậu lết sụt nè, hậu lết sụt nè ha. Body được làm lại nè. Đây là một con Camry, mình lại nói là mình rất có duyên với những dòng Camry mới. Một con Camry được sử dụng body lại rồi, các bạn có thấy nè, body sao nè, mâm sơn lại nè. Góc này hơi khó, camera me chịu khó quay phía trước đó. Phần body đã được đặt về sử dụng theo body lết sụt ha, rất là mới, xe đẳng cấp hơn. Cách bây giờ có hai hướng cho các bạn chơi Camry, mình ra đây nói cho nó đỡ ồn. Thì mình xin nói sơ về Camry à. Camry á, bây giờ có hai hướng về khi chúng ta độ. Một á, là chúng ta lên body có hai hướng, chúng ta sử dụng body Mỹ, Camry Mỹ. Thì các bạn đã thấy trên cái bay của mình, anh em cũng đã chia sẻ nhiều về cái bài đó rồi. Còn hai thì chúng ta sử dụng trên theo Lexus. Lexus thì nó sẽ trong sang hơn, còn body Camry Mỹ thì nó sẽ trong thể thao hơn. Đây là một cái bài sơ về một ngày của mình nghe tại đây. Thì các bạn thấy là vẫn còn xe rất là nhiều, và một chiếc mạc đang được lên ha. Con mạc này lên từ ơn 200 không cameraman? Ơn 200 lên ơn 63 đúng không em? Lên body ơn 63 đó. Mình mục tiêu sắp tới của bên gara mình á, ngoài về đèn nè, mâm nè, phân bón nắp thùng này, tụi mình sẽ đi qua coi mảng body nữa. Và bây giờ đã thực hiện được rất là trơn tru rồi nha, việc thực hiện trơn tru về những cái body rồi, tránh việc lỗi rồi đó. Ok, thì đây là một ngày được hoạt động của bên gara của mình. Mình là Vương đến từ Độ Channel, anh em cứ việc theo dõi và đăng ký like và subscribe chuông cho mình nha.